chơi vòng thứ nhất. Đó ạ, sau đó chúng ta chơi vòng thứ hai nâng cao hơn một chút, cùng thôi trong một từ thôi, vượt quá 30 giây là không được tính điểm. 30 giây bắt đầu. Mày dùng cái kính hiển vi để làm gì? Soi. Còn 10 giây. Soi là cái gì? Ý là hai từ. Soi là từ. Rồi hết giờ. Cùng với từ soi. Hết giờ. Nghiên cứu, ok. Đây là cái cuốc. Đào đất. Không phải đào đất. Cuốc đất. Ở nông dân. Ôi, oh, chính xác à? Người dây đầu tiên đã tìm ra là nông dân rồi. Cái gì à? Bắt đầu. Cổ vũ cho các bạn. Hai từ, cái từ đầu tiên là chị mùa nghề của mùa trước của mùa này. Trước mùa này. Mùa xuân. Ừ, xong rồi từ tiếp theo là giáo viên chủ nhiệm. Mười giây. Từ viết tắt tiếng Anh cơ. Không. Ba mươi giây một lần giải thích thôi các bạn nha. Làm một tờ thôi. Rồi, được rồi. Nói nhanh nhá, gì cũng tới ta nhá. Ok chưa? Được cái này là gì? Nhảy. Cái mà kiểu mày đu ở trên không ấy, xong rồi. À, cái gì nhỉ? Nhảy dù. Đúng rồi. Rồi, chính xác. Chúc mừng các bạn đã ghi được 10 điểm đầu tiên. Rồi. Được thứ hai của đội nào? Đặc sản ở cái đấy là kẹo dừa. Bến Tre. Đúng rồi. Rồi, chúc mừng các bạn. Rất tuyệt vời. Một cái khác của đất nước Việt Nam hồi trước. Đúng rồi. Chính xác đấy nhỉ? Đất nước ngày xưa của Việt Nam nhiều lắm, luôn tình phát từ luôn. Rồi, chúc mừng. Ôi, thế thôi, bây giờ. Mình ốm thì mình uống gì? Uống thuốc. Việt Nam cũng có miền Nam và miền Việt Bắc. Thuốc bạc. Đúng rồi. Rồi, này bài bản thế à? Còn một lần nữa đúng không ạ? Một bài thơ hồi lớp 9. Mình cái gì nhỉ? Nằm chung gối cái gì? Mình tên này Thảo ơi, cứu nè. Thảo ơi, đúng không ạ? Câu thơ, đọc câu thơ, nhắc bao nhiêu điểm đây? Cái gì nhỉ? Nằm chung gối, chung chăn, chung giường. Đồng chí, đúng rồi. Rồi, xuất sắc, đúng rồi. Rồi, được 50 điểm, chọn đại cho thứ nhất. Family 2. Family 2, ok. Mày có biết cái con mà trong 12 con giáp ấy, bay lên. Hán Việt, Long. Ừ, nhưng mà nó làm gì? Bay lên. Thằng Long. Rồi, đúng. Chưa. Thiếu. Nó là cái gì ở Hà Nội không nhỉ? Ừ. Không phải. 9, 8. Gọi là cái gì nhỉ? Cái gì ngày xưa ấy? Cái gì các bạn nhỉ? Nó là một cái địa điểm. Thành Thăng Long. Thiếu. Rồi, hết giờ. Đất tiền. Hoàng Thành Thăng Long. Trong mặt đồ ấy, cái mà ngoằn nghèo dài đường á, không cái ngoằn nghèo dài ấy. Nào các bạn nhớ đấy, đừng nói gì. Ừ, với cả buổi tối nó có cái gì sao to hơn bầu trời á. Làm mày
biểu tôi có cái gì, có hôm nó khuyết, có hôm nó tròn đấy. Trăng, trăng. Ừ, cái hai từ đấy thôi. Sông trăng. Rồi, đây cuối cùng bà đã trả lời đúng rồi, chúc mừng bà. Sông trăng. Sao không biết là từ gì? Nguyễn Du, Nguyễn Du. Thứ kiểu. Con khác. Thủy Vân. Hiểu ý nhau quá nhỉ, nhanh gọn. Ai ơi. Một bài thơ của Hồ Quỳnh Hương. Ba chữ. Bài chua nước. Ok. Rồi, tuyệt vời. Bạn vừa nãy trả lời nhá. Với lại một từ hay dùng phụ mẫu con cái. Với bạn vừa nãy. Chị các bạn đi. Cái kia. Đứng ra sao Hoàng Ngọc ấy. Đúng rồi. Sao Hiếu Thảo ạ? Ờ, chúc mừng bạn. Xin mời đồ chú Tư. Ok, biển. Ờ, bắt đầu. Bắt đầu nhá. Có ba từ, à có ba chữ. Người con gái ở Hà Nội cưỡi voi. Hai ba chữ nữa. Chuẩn. Người mà Mỹ ném xuống Nhật Bản. Vâng. Rồi, ba từ, ba từ. Con nguyên tử. Đúng rồi. Vừa tỉnh xem. Rồi. Đó, ba từ nhá, đây là một địa danh. Có cái săn hô ấy. Hà Long Bay. Vinh Hà Long. Đúng rồi. Vinh Hà Long, ok. Okay. Đồ dùng trong nhà để bảo quản đồ lạnh. Bảo quản cái tóc. Không. Cái hai từ để bảo quản đồ ăn lâu ngày ấy. Đồ lạnh. Đúng rồi. Rồi, có gì? Có hai từ nhá. Hậu mày. Với cả thiếu nữ bên hoa gì? Ghép vào. Đúng rồi. Mày bạn chơi đầu tiên ạ. Cố lên. Các bạn ơi, cố lên nha. Rồi, các bạn ơi, mình cổ vũ cho đội cuối cùng nhá, được không ạ? Một tràng pháo tay không? Cách mạng năm 1945. Sai. Vi phạm luật ạ. Cố gắng nhá, bình tĩnh, bình tĩnh. Cái mà mày dùng để mày ăn. Hay. Cái mà mày cầm đồ ấy. Cái mà mày dùng để mày cầm đũa ấy. Ngón tay. Hai từ. Cái mà mày dùng để cầm đũa. Từ đầu. Nó là cái mà mày dùng để mày cầm đũa. 5 4 tay. Đúng rồi, từ hai là cái mà mày đang xỏ dép ý. Bây giờ biết nhưng đặt tay chân ạ. Anh em như thể chúng ta có thể dùng thành ngữ đúng không? Đúng không ạ? Anh em như thể chấm 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 nhá. Cái này nó có tiếng Anh thì đấy đúng không? Tiếng Anh nếu mà mình đang mình không giải thích bằng cái kiểu tiếng Anh nữa. Mày hay nhắn tin đến bạn bè thì đấy là từ tiếng Anh của cái đấy. Tiếng Anh. Kỹ hơn đi, từng từ một. Có mấy từ? Hai từ. Ừ. 10. Nhắn tin. Không, nhắn tin. Không biết. Vâng, hết giờ rồi ạ. Chat AI ạ. À? Wow. Đi biển mình không được đi đâu. Mày chưa đi biển mà. Không phải thế, ý ra là những cái công ty mà cho mình đi đây đi đó thì gọi là công ty gì? Hai từ thôi, hai từ. Ừ đúng rồi. Chính xác ạ. Cái tên nhóm mà lúc nãy mình định đặt trước khi mình định đặt là wow. Thế mà mình định đặt trước kia mình định đặt là xanh lá ấy. Ok chưa? Đấy là hai từ đầu. Và từ thứ ba nó là trái nghĩa. Trái nghĩa của dưới. Và từ thứ tư nó là cái mà nhà mày hay ngồi ấy, ở phòng khách ấy. 10. Chị. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi chính xác, cô đơn chia số 3. Cái điểm đấy. 5 lượt, đúng rồi, vẫn 5 lượt một đội ạ. Tổng là bao nhiêu ạ? 100 điểm. Các bạn ở dưới sẽ hợp sức để trả lời câu hỏi này. Bất kỳ ai có thể nói. Ừ đấy. Chó với lại chó treo mèo đậy. Đúng rồi. Vâng. 102. 1 phút suy tính. Có 4 từ thì 3 cái từ đấy là đằng sau rồi. Có một cái từ. Có 102. Đúng rồi. Rồi, xin chúc. Cây bị cái này là cái gì? Bị tiếp. Đúng rồi. Cái này là gì? À, tiếp không được súng. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái quả mà hay đập ra oblát là gì? Trứng. Cái này là cái gì? Đầu. Ngược với rốt. Thông minh. Giỏi. Không. Con. Cái con
con nha, chữ gì? Chữ con nó Việt không? Hay quá. Cái 102 ấy. Có. Ờ. Cái áo này của tao là không. Không, màu trắng. Không. Anh đi. Đồ gia dụng mày mua về nhà thì nó gọi là gì? Ý là những cái đồ gì ấy, đồ dùng gì? 5 4 3 sắp hết rồi. Có mới đây cũng. Vâng, có mới. Tại vì nó có hai cái trái ngược nhau nên tao không thể miêu tả hai cái trái ngược nhau. Ok, sao nha. Vâng nha. Ui trời ơi. Thấy một cái này, ui, xong lại gặp một cái khác. Thấy được. Thấy được. Đúng rồi. Chính xác. F3 là gì? Nói kiểu một mình. Nói tuyệt vậy. Ê, không. Cái gì? Đấy nhá, đầu tiên là từ đấy này. Bây giờ là bị, nếu mà bị ngã thì nó làm sao? Đau. Nó to lên. Sưng. Rồi, từ đấy, cái đấy nhá. Xong rồi tiếp lại cái từ đầu tiên. Ê, sưng, ế xỉu. Chuẩn. Thầy bói xem gì? Rồi, đấy từ thứ hai. Đầu bói đôi chuột. Đúng rồi. Ờ, sưng sắc. Tao đang làm gì đây? Nói. Rồi, một cái. Nói đang nói cuội. Không. Đấy là từ một nhá. Thứ hai là ngã thì vết thương nó rách ra, gọi là gì? Xước, cháy. Nó bị xé ra. Toạc. Rồi, cái đấy là một. Cái gì đây? Móng. Rồi, con lợn trong miền Nam. Heo. Rồi, gọi ghép vào. Heo. Ghép vào. Nói tao có heo. Ờ, gì ra. Bốn từ. Nó nhỏ nha, xong rồi. Phát triển. Nó nhỏ. Dán. Nhỏ xong rồi làm nó lớn lên đi. Thôi. Nó nhỏ không? Làm nó lớn lên kiểu một chuyện rất là bình thường, rất là nhỏ. Bóng đại, bóng đại. Một chuyện xé to. Bốn từ cuối rồi. Xé ra to. Bé xé ra to. Đúng rồi. Chính xác. Rồi bé xé ra to. Bắt đầu. Rồi chính xác. Con gì ngay cưỡi nhỉ? Cưỡi ngựa chém voi. Cưỡi ngựa chém hoa. Nhìn một cái. Kiểu cái thứ mình hay làm ấy. Kiểu mày căm bách lên một con đường thì nó kiểu nó mày trở về một cái gì đúng rồi. Đúng rồi. À, chính xác. Xuất sắc. Ngược với chia. Nhân. Nhân. Đi vào nhưng mà chính Việt Nam. Nhân vô thập toàn. Đúng rồi. Rồi chính xác. Đứa lớn thì chị Nga em nâng. Chính xác. Rồi chị Nga em nâng. Gì trước từ lượng ATP? Năng nhặt sạch đi. 100 điểm cho các bạn. Wow, thì chung mừng, xuất sắc. Vừa lấy tâm, nói trên kia là mùi gì? Mùi cây gì? Cấm nổi. Lạc. Lập gì? Loại. Kinh tế. Đúng rồi. Nói đi. Về cái từ gì? Cuối à, mình hay làm bài toán. Ê, sinh học. Anh tính điểm. Khó. Dễ. Sinh học. Sao nó đều không tính điểm. Di chuyển. Toán. Sinh học. Toán gì? Mình có khó. Thế nào? Cái gì? Ăn dưa hấu đi. Khó luôn. Cái từ khác đi. Từ khác. Bỏ luôn chứ từ khác đi. Yeah. Giải thích từ một đi được không? Ý là hết còn 2 giây rồi. Bí cực thái lai. Bí cực thái lai. Ok, bắt đầu. Từ thứ hai nhá. Con gì không có chân? Ừ. Ngược lại với từ bớt. Thêm. Ghép hai cái đấy vào. Vẽ chân em. Gần. Thêm chân đơn giản. Gần đúng. Vẽ chân đơn giản. Đúng xác. Vẽ rắn thêm chân. Vậy chính xác. Ghép lại. Ăn núi, miệng núi. Miệng núi lửa. Mấy từ? Bốn từ. Miệng ăn. Miệng ăn núi nở. Ừ, núi lở. Núi lở. Ngọc. Từ từ, ok. Dùng gì
dùng cái gì để ghi? Bút. Ờ, con gì cùng họ với con gì? Gà. Gà. Gà ngược lại. Đúng rồi. Rồi, chính xác. Cái gì đấy? Có gì? Học từ thang vẫn đúng như thế. Trộn. Đúng rồi. Đầu. Con đầu gì mà có? Đúng rồi. Rồi, chính xác. Cái từ lúc nãy là từ đầu tiên. Khi mà mình có khó khăn hay là cái gì đấy thì mình vẫn vượt qua được. Rồi. Bốn chữ. Đấy mà yêu ấy, mình yêu một bạn, xong rồi mình có một bạn nữa. Gọi là gì? Bốn chữ. Con gì ở dưới nước ấy? Bắt cả hai tay đúng không? Rồi, chính xác. Mà tí đâu mà nhìn cái bàn tay. Cái như này. Rất là to. Nó còn cái nhỏ như này. Đúng rồi, chính xác. Thua ấy, thua là gì? Thua, thua. Thất bại. Rồi, thất bại là thành công. 100 điểm cho các bạn ạ. Wow, xin chúc mừng. Vòng 1 có 30 điểm, vòng 2 60 điểm, tổng điểm là 90. Đội 2, vòng 1 50 điểm, vòng 2 có 80 điểm, tổng cộng lại là 130. Đội 3, vòng 1 40 điểm, vòng 2 100 điểm, tổng là 140. Đội 4 là vòng 1 50 điểm, vòng 2 100 điểm, tổng là 150. Đội 5 vòng 1 20 điểm, vòng 2 100 điểm, tổng là 120. Xin chúc mừng các bạn. Chúng ta tiếp tục chuyển sang trò chơi thứ hai và trò chơi cấp cờ nhé. Thua rồi. Số nào? Số bớt.
học sinh. Thì sau bao nhiêu cố gắng thì kết thúc năm học với rất nhiều các cái thành tích đáng tự hào. Sau một năm học rất nhiều vất vả và chúng ta cũng đạt được rất nhiều các cái thành tích đáng tự hào. Thì các bậc phụ huynh tổ chức cho chúng ta một buổi dã ngoại rất là ý nghĩa. Và hãy hy vọng rằng là sau buổi dã ngoại ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đoàn kết hơn và cùng nhau đạt được những cái thành tích trong năm học mới thật rực rỡ hơn nữa. Và cuối cùng thì xin một lần nữa cảm ơn các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh đã tham gia đầy đủ trong cái buổi dã ngoại ngày hôm nay. Đó là chủ nhiệm của lớp 23 trên sinh. Thưa thầy giáo chủ nhiệm kia, thưa cô Trang, thưa toàn thể các phụ huynh cùng các con yêu quý, chúng ta đã đi cùng với nhau 2/3 của chặng đường. Đến giờ phút này chúng ta mới có một cái chương trình trải nghiệm cùng với nhau. Nhân dịp này, thay mặt cho ban đại diện của phụ huynh xin được cảm ơn thầy cô và cũng chúc cho các con luôn được mạnh khỏe và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Và chúng ta cùng với thầy cô và các bạn sẽ có nhiều cái chương trình thật sự ý nghĩa hơn nữa. Và nhân dịp này chúng ta sẽ cùng nhau nâng ly chúc mừng cho một cái buổi tối thật sự vui vẻ, đúng không ạ? Bắt đầu nhá. Chúng ta là đội giành giải nhì, xin chúc mừng Family Two. Thank you.
con đường tối đêm, đêm đường khuya tôi không sáng lên, đừng nhé có anh như mặt trời chiều êm. Giờ thì cứ thế, mình thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nước mà thì mấy trời, làm tay che mắt anh mình xa vời. Điều gì muốn đến, rồi thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn mù mè, anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trời nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sang ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đợt nào em đi cũng vắng tênh. Thật nơi xin hãy cho nhanh để em được lại ở bên anh. I just wanna be with you. 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 Lời lời em đang ở nơi, không em không người, mây và gió đang thay. Lời anh nhớ em nhớ luôn tiếng cười. Oh, 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 oh
20 gì đây, mạnh mẽ đôi bàn tay, đôi mắt luôn hy vọng khát khao mơ mộng, hoài bão dâng trong lòng. Dù nhiều gian nan vẫn thấy anh cười, sức mạnh cho bao người, cùng anh em sát cánh không rời, đi tự do muôn nơi. Nhau vươn xa, Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, ước mơ giữ trong ánh mắt, dâng đầy tình yêu mãi trong tim này. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, tiến lên dẫu mưa dẫu nắng, đi về cùng nhau nắm tay vai kề. Tôi cũng ước mơ nhiều lắm, dần lớn sau nhiều năm, thôi thúc khiến tôi càng muốn chứng minh rằng khao khát tôi ai bằng. Đời nhiều trong gai ý chí kiên cường, tôi càng thêm phi thường. Đừng lo chi sẽ có những gì trên đường dài tôi đi. Tôi thấy như đang bừng sáng chiều trái tim Việt Nam. Em không là đàn ông,
sinh viên học sinh của cao ba văn chuyên chiến sĩ đã tham gia chương trình này và cùng chương trình, và cũng phải cảm ơn có mặt của thầy cô giáo, các bạn học sinh đã cùng nhau với nhau để tạo nên một chương trình này, và hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau đạt được những mục tiêu của mình và sẽ sớm đạt được những cái thành quả và sẽ có được nhiều cái gặt hái hơn nữa trong tương lai, cũng như là có kết quả học tập tốt nhất. Và bây giờ hôm qua xin được cảm ơn phía ban cho mấy học sinh cũng đã tìm đến Minh Thắng để kết nối với các bạn trong buổi chiều tối ngày hôm nay, và để tạo nên những kỷ niệm và thật đáng nhớ, và hy vọng sẽ gặp lại nhau những chương trình tiếp theo nhé các bạn nhé. Chào tất cả chúng ta các bạn. Khi mà lớp mình đi như này là đã rất là vui, và sau bao cố gắng thì mình cũng hôm nay mình cũng chơi hết mình và có những cái kỷ niệm đẹp. Thì cháu thay mặt các bạn học sinh cảm ơn các bác, các bậc phụ huynh đã dành thời gian để đi cùng bọn cháu, có thể lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp của bọn cháu ạ. Mình xin cảm ơn. Cảm ơn.